Đây, đây là cái Sony A74. Mình sẽ test thử chụp liên tục, không không có gắn thẻ nhớ vô ha. Này máy à, này đang tắt máy à, mở máy lên. Đang để chế độ chụp liên tục. Đây. 1.800 á, bộ nhớ đẹp á. Phá máy thử ha. Vô.